Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị chọn hình thức tổ chức phát động phong trào thi đua phù hợp, tiến hành sơ tổng kết từng phong trào thi đua nhằm phát hiện nhân rộng điển hình tiên tiến, đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả 4 khâu: phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến. Các cá nhân được khen thưởng phải thật sự là điển hình tiên tiến, là tấm gương sáng và được sự đồng thuận trong tập thể cơ quan đơn vị. Bản tin tiếp tục với những thông tin khác. Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh Bạc Liêu vừa tổ chức họp mặt kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống nhiếp ảnh điện ảnh Việt Nam, 15 tháng 3 năm 1953, 15 tháng 3 năm 2023. Dự họp mặt có đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy, các sở ngành tỉnh và hội viên hội nhiếp ảnh, chi hội điện ảnh. Tại buổi họp mặt, đại biểu đã ôn lại quá trình 70 năm ra đời, hình thành và phát triển của lĩnh vực nhiếp ảnh điện ảnh Việt Nam, đặc biệt là những cống hiến to lớn của nhiếp ảnh điện ảnh trong việc ghi lại kho tư liệu phim ảnh quý giá về những năm tháng đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc. Trong sự phát triển chung đó, nhiếp ảnh và điện ảnh Bạc Liêu từ khi thành lập đến nay đã nhanh chóng phát triển, quan mình vào dòng chảy cuộc sống và bắt kịp hơi thở của quê hương, đất nước. Hiện nay, chuyên ngành nhiếp ảnh Bạc Liêu có 70 hội viên, chuyên ngành điện ảnh có 37 hội viên, trong đó có 10 hội viên trung ương. Từ khi tái lập tỉnh đến nay, nhiếp ảnh và điện ảnh Bạc Liêu luôn là đội quân xung kích trên mặt trận văn hóa, kịp thời đổi mới phương thức sáng tạo và quảng bá tác phẩm, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Hội viên của hai chuyên ngành đạt nhiều quy chương tại các cuộc thi. Chi hội nhiếp ảnh Bạc Liêu đã có khoảng 7.000 tác phẩm đoạt giải và triển lãm. Chi hội điện ảnh đã tham gia sản xuất 2 phim truyện, 150 phim tài liệu, gần 50 phim khoa giáo, gần 30 vở cải lương và trên 100 chương trình đơn ca tài tử. Phát huy truyền thống 70 năm qua, hội viên nhiếp ảnh điện ảnh tỉnh nhà tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, trách nhiệm với quê hương, ghi nhận sự chuyển mình về các giọng dương lên của Bạc Liêu, mang đến công chúng nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng nghệ thuật. Dịp này, thừa ủy nhiệm của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, ban tổ chức đã trao giải C xuất sắc quốc gia năm 2022 cho nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Thanh Cường và trao bằng khen của Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhiếp ảnh năm 2022.